Chào quý vị và các bạn, thì hôm nay em sẽ có một cái chương trình giảm giá loa. Hôm nay là loa đi, loa không à, đó giảm giá ăn đóng này đi, đóng này đi. Thì phía trước quý vị thấy là con Samsung, con này model là 8.000 nè quý vị. Nó gồm một đôi bát súp 30 ở phía dưới, ở phía trên là gồm một cái trung 20 và một chép kèn. Con này mở lên là đèn đóm của nó là cực kỳ đẹp luôn ha, đèn đóm của nó cực kỳ đẹp luôn. Con này của Samsung, con này nếu mà hàng mới quý vị mua khoảng 15 triệu. Con này thì chung khách nâng cấp lên, còn nguyên zin và hoạt động hoàn hảo. Thì con này hôm bữa em có báo quý vị giá bằng 50% giá mới quý vị, nhưng mà hôm nay giá em bán thanh lý cho nó trống kho luôn, 4 triệu rưỡi quý vị, nhanh gọn. Bộ này 4 triệu rưỡi, bên ngoài em thấy nhiều chỗ bán 7 triệu lắm quý vị, 60 triệu nhiều lắm, nhưng mà chưa chắc nó đẹp hơn bộ này của em đâu quý vị. Bộ này là xuất sắc đó quý vị, 4 triệu rưỡi thôi. Bộ Samsung này em có test trên kênh rất nhiều rồi ha. Rồi tiếp theo là ở đây em có một cái bộ giỏ cổ Victor nè quý vị, này em để lưới zin luôn nè quý vị ha, còn chữ đầy đủ hết nè. Giỏ này sao gỡ không ra trời, cứng như vậy, cứng như vậy. Đây bát 25, phân tầng 3 đường tiếng còn đủ ha, một chung và một chép ở phía trên ha quý vị. Đó, phân tầng rất là gấu nha, phân tầng gấu lắm. Đây phân tầng 3 đường tiếng nè, đó nội phân tầng không hết nhiêu tiền rồi. Giỏ này em bán giao lưu vì ốc hết đầy đủ hết nè, về chỉ việc lắp vào là dùng thôi, giỏ đẹp luôn. Giỏ này hôm nay thì em giao lưu quý vị giá 1 triệu em bao ship ha, còn 900 thì không bao ship, nội phân tầng không là muốn đủ tiền rồi đó quý vị. Bán 25 rồi. Lo Mỹ nè, cặp lo này em để như cũng 1 năm 2 năm gì đó. Box audio quý vị, box audio ha, này, box audio. Cái đời này thì dòng sản xuất tại Mỹ luôn, thùng nặng nha, bự nặng, thùng gỗ bự nặng, chiều ngang khoảng 30, 35, 36 cm. Phía dưới là gồm cái bát cộng hưởng này là 25 cm như vậy ha, và hai cái bát 16 ở phía trên, hai bát thật 16 nè, đó, một bát cộng hưởng và một cái chép. Thì đôi này tiếng bass bao quý vị là đánh cực kỳ mềm luôn, mềm sâu hay đó. Dưới nè loa nguyên zin nguyên bản hết đó. Rồi là này thanh lý giá 6 triệu thôi quý vị, đôi này thường 8 triệu 7 triệu rưỡi là lúc đó là đã giảm rồi đó. Mà bây giờ nói chung là 6 triệu em bao ship luôn ha, cho nó nhanh gọn quý vị, chống cái kho mấy cái loa bự bự này. Box audio rồi, đây này là toa SL22 nè quý vị, nó gồm gì, một bát 30 ở phía dưới nha, bát thật nha quý vị, và phía trên là một bát 25, bát thật luôn ha, hai bát thật ha, toa đó. Phía trên là một chiếc kèn, thùng là thùng sơn trần chống nước ha, sơn trần chống nước này em để lâu bụi bặm nó đóng đây thôi. Thì loa này đang có giá hôm bữa em báo hình như là 9 triệu rưỡi gì đó, là cũng đã rẻ so với thị trường, là lo bãi về nguyên zin nguyên bản 100%. Thì hôm nay em bán giao lưu với giá 8 triệu rưỡi thôi, 8 triệu rưỡi cho là một bát 30, bát 25, hát karaoke rất hay. Đô la này em đã có test trên kênh rất là nhiều rồi đó. Rồi tiếp theo là đây là đô la Pioneer MA, em có mới đăng đây rồi, 3 đường tiếng, một bát 30, một trung và một chép nha quý vị. Đó, thùng gỗ rất là đẹp, để đây bụi bặm đóng quá. Hôm bữa em có giao lưu quý vị giá 5 triệu quý vị, mà hôm nay quý vị lấy em giao lưu 4 triệu rưỡi luôn, cho nhanh, cho nó chống luôn quý vị ha. Bát của nó là loa giải gọng. Rồi, ở đây còn một đôi Lô D, đôi này nổi tiếng nè nha, thùng nặng chất lắm quý vị, cái củ loa quý vị tháo ra ha, nó muốn gần bằng cái mặt. Loa này em cũng có quay rồi quý vị, HS33D nè, lô D HS33D. Hôm bữa em báo giá 2 triệu 7 hay gì đó, 2 triệu 7 đó. Hôm nay quý vị lấy em giao lưu quý vị giá 2 triệu 2 em bao ship luôn ha. Đồ này tính tiếng bass đến bao lực. Phía trên là BMP X21R em vẫn còn, giá 3 triệu một cặp. Rồi hôm nay như thôi quý vị, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Ở đây còn mấy cái dàn mai của châu Âu nữa quý vị, mấy cái thương hiệu nổi tiếng của châu Âu, dàn mai cổ nè ha, đẹp xuất sắc luôn.
đó, lo lắc xích rồ còn nhiều luôn, bát 30 40 đây, đây cầu rau nè, sẽ tới 2.000 mấy con đài nữa. Rồi từ từ nha quý vị, hôm nay đóng loa này đi. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn. Cuối chương trình thì em sẽ có một cái mini game để quý vị và các bạn tham gia giao lưu nhé. Rồi em xin cảm ơn. Xin chào quý vị và các bạn, thì em đang trên xe đó, đang đi công việc nhưng mà vẫn phải quay clip nha quý vị hàng ngày. Hôm nay thì cái em công bố cái chương trình mini game ngày hôm qua, thì kết quả thì quý vị em có chụp lại nè, 18170438 là hai số cuối, hai số series cuối của chương trình hôm qua. Thì anh em nào dự đoán số 38 thì đã trúng thưởng ha. Đây có mấy anh này 3542 gì này 49. Đây anh có ghi là liên hệ Facebook mua hàng mà không thấy anh phản hồi. Thì có thể là do mình chưa chết tin nhắn anh ơi, với lại tin nhắn trong Messenger nhiều khi nó nằm dưới dạng đang chờ á. Rồi em không có thấy được. Đó, nếu mà thông báo là em thấy em trả lời liền à. Đó, tại vì mua bán mà quý vị, em nếu mà thấy là trả lời liền à chứ không có để lâu được. Đó, có gì anh chết lại ha. 42 41 46 55 51 47. Số 38. Đây. 38 đây, trúng rồi này. Xuống dưới nó còn 39 nữa kìa. 38 anh này là anh này là tên tên nữ hay tên nam ta? Quyên Lê, Lê Quyên gì anh hay chị đây thì cứ nhắn địa chỉ qua giúp em ha, em sẽ gửi 5 sợi dây AV trắng đỏ dài 1 mét cho anh chị nha. Rồi thì chương trình mini game tiếp tục ngày hôm nay thì vẫn vậy quý vị. Đó, 5 sợi dây AV trắng đỏ. Đâu rồi cái tờ tiền em rớt đâu rồi. Đây. Thì hôm nay đây quý vị tiếp tục chương trình thì vẫn như vậy ha. Thì hôm nay đây quý vị xem ha. 188837 quá đẹp luôn. Thì số mấy em quên này. 188837 thì giới hạn hôm nay là từ 50 tới 80 nha quý vị. Thì quý vị cứ dự đoán trong khoảng đó thì sẽ trúng thưởng thôi, giống như hai hai kỳ hôm qua thôi. Thì mỗi người một số thì 30 người là chúng ta sẽ trúng, thì cái phần thưởng là 5 sợi dây AV trắng đỏ trị giá 250k. Thì em tổ chức cái này chủ yếu là vui là chính, quý vị có cái cho nó hấp dẫn ha. Mỗi ngày lên clip thì kèm vào cái mini game cho nó hấp dẫn. Rồi thì em xin kết thúc video tại đây. Quý vị nhớ cho em xin một like, một cái follow, nếu chưa đăng ký thì quý vị nhớ đăng ký giúp em và cho em xin một like, em rất cảm ơn. Rồi em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Em xin kết thúc video tại đây.